Dạ em xin chào cô chú anh chị nhé. Dạ thì cũng lâu rồi, khoảng hơn một tuần rồi em không có lên clip quạt đầu quạt, là tại vì bên em bị hết hàng cô chú anh chị ơi. Cái dòng mà motor mà không chổi than mà tháo máy photocopy giờ cực kỳ hiếm luôn, cho nên là thỉnh thoảng bị đứt hàng là chuyện bình thường luôn. Không có máy để tháo thì mình không có motor để gáp thành cái đầu quạt. Thì hôm nay bên mình về được có tổng cộng hiện tại mình có 9 cái của chú anh chị, 9 cái motor rồi để gáp thành 9 cái đầu quạt không than sử dụng điện 12-24V. Thì cái đầu quạt mình nó sẽ có hai sợi dây, một là sợi dây nguồn có đi ở chống ngược cực và một là sợi dây là chiếc áp để chỉnh nhanh chậm đó. Và đầu quạt mình bán ra mình sẽ kèm theo hai cái phụ kiện này nha cô chú anh chị ha. Thì hiện tại còn 9 cái, nó sẽ chạy được điện từ 12-24V. 12V là nó khỏe gần như quạt 220 rồi. Còn nếu mà 18V, 19V hoặc 24V là nó khỏe hơn cả quạt 220 nữa. Đó. Rồi, 9 cái này thì cô chú anh chị nào mình có nhu cầu liên hệ sớm giùm mình ha, để có hàng cho cô chú anh chị sử dụng. Chứ trễ 9 cái này nó hết thiệt luôn á, trong ngày nay bảo đảm là 9 cái này nó sẽ được bán hết và có thể sẽ bị đứt hàng thêm khoảng vài ngày hoặc một tuần nữa thì nó mới có motor trở lại. Rồi ok, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng cái đầu quạt không than chạy điện 12-24V thì liên hệ Zalo giùm mình ha. Thì bên mình ship code có cọc nha, cọc ít nhất là 50k thì mình sẽ gửi hàng cô chú anh chị nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip.